Xin chào quý vị đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, Chuyển Chiêu xin gửi thức quý vị một bộ truyện của tác giả Như Quỳnh, cô tựa đề Bị Vong tai Nạn Theo Ám. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh, ủng hộ cho Đình Tổng Media. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào nghe audio.net. Và ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Chuyển Chiêu. Thanh là một cô gái lớn lên và sinh sống tại một vùng quê thuộc vùng đồng bằng sông Hồng. Cuộc sống của cô cũng bình dị như bao đứa trẻ khác, gắn liền với những trò chơi dân dã và những bữa cơm đạm bạc. Thanh chưa bao giờ biết đến cuộc sống ở thành phố nơi mà người ta thường nhắc đến. Điểm đến xa nhất của cô chỉ là bệnh viện huyện khi ông nội bị bệnh nặng lúc đó thanh cùng mẹ và em gái mang cơm cho ông những lần được ngồi sau chiếc xe máy phóng trên đường cô luôn cảm thấy vui và hào hứng hôm nay thanh nhận được giấy báo nhập học đại học cô vô cùng vui sướng vì cuối cùng ước mơ của mình đã thành hiện thực cô có thể rời xa gia đình tự lập trong một thế giới mới cầm tờ giấy báo trên tay Thanh chạy một mạch về nhà. Khi về đến sân, cô nghe thấy bố mẹ đang bàn chuyện trong nhà. "Em thấy để con bé Thanh ở nhà dì Vân cũng tốt. Như vậy mình sẽ đỡ lo lắng chuyện nó xa nhà lại tiết kiệm chi phí tiền thuê nhà ăn uống trên thành phố đắt đỏ lắm. Nhà mình cũng đâu khá giả gì mà lo nổi 4 năm đại học cho con, đúng không?" Mẹ Thanh nói. Sau đó giọng của bố Thanh vang lên trầm ngâm Anh hiểu Nhưng dì Vân còn có chồng con Không lẽ vì chuyện của nhà mình Mà làm khó cho dì ấy sao Cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục Cho đến khi mẹ Thanh Nhìn thấy cô đứng ngoài sân và hạ giọng Thôi Để em lo chuyện này Tối em sẽ gọi cho dì Vân Hôm trước nó còn hỏi em Xem Thanh học trường nào Có gần nhà nó không Nói rồi mẹ bước ra ngoài và hỏi cầm gì trên tay đó Thanh? Thanh cúi đầu đáp. Dạ, dây báo nhập học. Còn đối đại học thương mại rồi ạ. Mẹ Thanh mừng rỡ. Tốt quá, mau vào nhà đi. Mẹ ra chợ, mua đồ vẽ ăn mừng. Tiếng xe đạp vang lên lại cạch sau lưng Thanh. Cô ngẩng lên, thấy bố đang đứng ngoài hiên. Sau khi chào bố, cô bước vào nhà. Tối hôm đó, sau bữa cơm, Mẹ Thanh gọi điện cho dì Vân Đầu dây bên kia Giọng dì Vân vang lên Dạ em nghe đây Mẹ Thanh vui vẻ đáp Vân thế à thì ăn cơm chưa Em ăn rồi thì cái Thành đỗ đại học nào rồi hả chị Cái Thành nó đỗ đại học thương mại Trường đó có gần nhà em không Dì Vân đáp Gần mà chỉ cách nhà em chừng Hai ba cây số thôi Chị cứ cho Thanh lên ở với vợ chồng em đừng có ngại gì. Nhà em còn phòng trống mà, để nó ở ngoài thuê nhà làm gì cho tốn kém ra. Mẹ Thanh quay sang nhìn bố Thanh. Ông vẫn giữ vẻ đâm chiêu, nhưng rõ ràng ông cũng muốn con gái ở với dì Vân. Bà Đào tiếp tục nói chuyện với em gái. Thế mấy hôm nữa, chị đưa Thanh lên nhà em nhé. Em có cần gì dưới quê không? Chị mang lên cho. Cuộc trò chuyện kéo dài thêm một lúc và cuối cùng gia đình Thanh quyết định để cô lên ở nhờ nhà dì Vân. Mặc dù trong lòng không thực sự muốn, nhưng Thanh hiểu gia đình mình không có điều kiện. Hơn nữa còn hai đứa em đang tuổi ăn học, cô đành phải nghe theo sắp xếp của bố mẹ. Ngày Thanh lên Hà Nội là ngày đánh dấu bước ngoặt trong cuộc đời cô. Qua ô cửa xe khách, cô nhìn dòng người tấp nập, không khỏi choáng ngợp trước sự đông đúc và những tòa nhà cao tầng thanh và mẹ bắt một chiếc xe ôm đến nhà dì vân khi tiếng chuông cổng vang lên dì vân từ bên trong chạy ra mừng rỡ ôi sao chị với cháu không gọi em ra đón hay mẹ con đi gì tới đây vậy mẹ thanh cười đáp bọn chị bắt xe ôm cũng tiện mà dì vân cau mày lần sau nhớ gọi em nhà có ô tô mà đi cho nó mát chị với cháu vào nhà đi, mọi người đang đợi đấy. Dì Vân quay vào trong gọi chồng. Anh Hùng ơi, chị Đào với cháu lên rồi, ra giúp mang đồ vào đi. Ngay sau đó, hai đứa con của dì Vân, Thắng và Như, chạy ra chào Thanh và bà Đào lấy phép. Bà Đào lấy trong túi ra gói kẹo đưa cho chúng và cười. Hai đứa lớn quá rồi, Bá Đào mua bánh cho đây. Sau khi mọi người vào nhà, Buổi chiều hôm đó, bà Đào trở về quê. Trước khi rời đi, bà không quên dặn dò: "Con ở trên này cố gắng học tập, giúp gì công việc nhà nhé. Dạ, mẹ về đến nhà thì gọi cho con nhé." Chiếc xe khách rời đi, bà Đào vẫn dõi theo Thanh với ánh mắt đầy yêu thương và lo lắng. Ngày xưa, gia đình gì vẫn nghèo khó, không có tiền cho con ăn học. Chính bà Đào là người đã hy sinh, làm lụng để giúp em gái được học hành. Nhờ có bà, dì Vân mới có được cuộc sống ổn định như hôm nay. Có lẽ vì thế mà dì Vân luôn hết lòng giúp đỡ gia đình chị, sẵn sàng lo cho Thanh ở nhờ trong suốt thời gian đi học. Thời gian thấm thoát trôi qua, Thanh đã ở Hà Nội được gần nửa năm. Sau khi ổn định được việc học, cô bắt đầu tìm việc làm thêm để có thể cải thiện thu nhập thanh luôn cố gắng tiết kiệm từng đồng để gửi về quê giúp bố mẹ lo cho hai em ăn học mỗi ngày sau giờ học cô đều bắt xe bít đến chỗ làm thêm thanh thanh ơi mày đi nhanh thế tao gọi mãi mà không nghe thấy nghe cô tiếng gọi thanh quay lại và thấy ngân cô bạn cùng lớp đang chạy đến thanh nhìn ngân với vẻ ngạc nhiên tao đây có chuyện gì mà gọi tao gấp thế? Ngân cười tươi. Khiếp, phải có chuyện mới gọi được à? Ta chỉ muốn hỏi mày xem, cuối tuần này có rảnh không? Đi ăn sinh nhật tao nhé. Tao mời mày đầu tiên đấy, không được từ chối đâu nha. Thanh cười gượng, mối quan hệ giữa cô và Ngân khá tốt. Kể từ khi cả hai nhập học đến giờ, Ngân là người đầu tiên Thanh quen khi vào trường và cũng là người ngồi cạnh cô suốt thời gian qua. Sau một hồi suy nghĩ thanh đáp, Cuối tuần này, tao đăng ký làm cả ngày rồi. Nhưng mà sinh nhật mày thì để tao xin quản lý xem sao. Tao sẽ cố gắng nghỉ để đến dự sinh nhật. Ngân vui vẻ nói, Nhớ đấy nhá, thôi, tao về trước, tối nhắn tin sau. Ngân nháy mắt rồi quay người chạy ra bãi gửi xe. Cô xuất thân từ một gia đình khá giả ở Hà Nội, được bố mẹ tặng xe máy đắt tiền khi đỗ đại học trong khi cuộc sống của Thanh thì còn nhiều điều phải lo lắng. Dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng Ngân rất hòa đồng và hai cô gái có nhiều điểm chung nên nhanh chóng trở thành bản thân. Thanh nhìn theo bóng Ngân rồi tiếp tục ra bến xe buýt. Cô bắt chuyến xe 13 và xuống tại bến Kim Mã. Từ bến xe đến chỗ làm thêm vẫn còn phải đi bộ một đoạn khá xa. Trên xe buýt, Thanh ngắm nhìn đường phố đông đúc giờ tan tẩm. Dòng người tấp nập đổ ra từ các tòa nhà cao tầng, bệnh viện, trường học, khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng. Khi xe đến bến cuối, giọng loa vang lên. Tiềm dừng cuối cùng, bến xe kim mã. Thanh vân người đứng dậy và xuống xe cùng với dòng người. Nhìn đồng hồ, cô nhận ra mình sắp trễ giờ làm nên vội chạy thật nhanh này mắt mũi để đâu mà chạy như thế muốn chết thì về nhà mà chết thanh bị đâm ngã xuống đất cô lồm cồm bỏ dậy cúi đầu xin lỗi người phụ nữ vừa va chạm dạ cháu xin lỗi cháu muộn dầu làm nên mới chạy vội mong cô thông cảm một số người qua đường nhìn thấy sự việc thì lên tiếng thôi bà ơi con bé nó cũng bị ngã đau rồi bỏ qua cho nó đi mà bà đi trong ngõ thì cũng phải cẩn thận chứ ai mà tránh kịp người phụ nữ hầm hầm quay lại lừa mấy người góp ý chuyện nhà các ông các bà chắc tôi đi nhanh hay chậm là quyền của tôi lần sau đi đứng cẩn thận vào sau khi lườm thanh thêm một cái bà ta phóng xe đi một bà cụ bán trả đá gần đó bước lại đỡ thanh dậy hỏi có sao không cháu may mà có mấy ông này ở đây không thì bị bất vả rồi đấy thanh cúi đầu cảm ơn dạ cháu không sao cảm ơn bà và mọi người sau đó cô vội vã chạy đến chỗ làm, vừa kịp giờ. Thanh làm việc tại một nhà hàng lớn trên đường Kim Mã, một trong những nhà hàng nổi tiếng nhất ở khu vực này. Người quản lý thấy Thanh đến liền lo lắng hỏi: "Em đến rồi đây à? Người em sao thế này? Sế sắt tùm lum vậy?" Thanh cười gượng: "Dạ, em vừa đâm xe ngoài kia ạ." Người quản lý kiểm tra khắp người Thanh, vẻ mặt đầy lo lắng có đau chỗ nào không nếu đau thì phải đi khám ngay sao không gọi mọi người ra giúp nhớ có chuyện gì thì có người bên cạnh vẫn tốt hơn thanh lắc đầu dạ em chỉ bị xây xước nhẹ thôi không sao đâu ạ à. người quản lý gật đầu không sao là tốt rồi mau vào thay đồ giờ chuẩn bị đón khách đi hôm nay có đoàn khách vip đấy phải làm việc cẩn thận thanh cúi đầu chào và chạy nhanh vào trong Hôm đó nhà hàng tổ chức tiệc liên hoan cho một công ty lớn nên công việc rất bận rộn. Thanh và mọi người phải làm việc đến tận khuya mới xong. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ đêm khi cô nhìn sang người quản lý lo lắng hỏi Chị ơi, cho em về trước được không? Em sợ trễ chuyến xe buýt cuối cùng mất. Người quản lý nhìn xung quanh thấy công việc đã gần xong liền đồng ý. Được rồi, em cứ về trước đi tiền thưởng nóng đây còn tiền tiếp mày chị chia sau thanh nhận tiền vui vẻ cảm ơn và chào mọi người rồi chạy ra bến xe buýt nhìn theo bóng dáng cô chị quản lý mỉm cười chị nhớ lại những tháng năm sinh viên của mình cũng như thanh vất vả đi làm thêm để kiếm sống nào mọi người dọn dẹp nhanh để đóng cửa về nào tiếng người quản lý vẫn vang lên sau lưng thanh Cô nhìn màn hình điện thoại rồi tiếp tục chạy nhanh ra bến xe buýt. Tuy biết chuyến xe buýt cuối cùng thường rời bến lúc 10 giờ 30 phút tối, Thanh vẫn hy vọng điều kỳ diệu rằng sẽ còn một chuyến muộn. Với hy vọng đó, cô cố gắng chạy nhanh nhất có thể. Đến bến, Thanh thấy một người đàn ông đang ngồi chờ. Điều kỳ lạ là dù giữa trời nóng nực, người này lại mặc áo hoodie và kéo mũ trùm kín mặt. Thanh ngồi xuống ghế bên cạnh người đàn ông lạ mặt kia, im lặng chờ đợi. Đường phố lúc này vắng lặng, rất ít người qua lại. Chỉ có Thanh và người đàn ông đó ngồi ở bến xe, đợi chuyến xe buýt muộn. Cô chờ đợi một lúc lâu, nhưng không thấy chiếc xe buýt nào tới. Đồng hồ đã điểm hơn 11 giờ rưỡi đêm. Thanh thở dài, nghĩ rằng có lẽ hôm nay phải bắt xe ôm về nhà. Cô mệt mỏi đứng dậy, ngó quanh để tìm xe ôm, nhưng bất chợt, nhìn thấy ánh đèn pha của một chiếc xe buýt đang lao tới. Thấy đúng là chuyến xe của mình, Thanh thở vào nhẹ nhõm, không suy nghĩ gì mà vội vã chạy lên xe. Khi nhìn lại, cô thấy người đàn ông kia cũng bước lên xe cùng với cô. Thanh chọn ngồi ở hàng ghế phía trước, người đàn ông đi ngang qua cô, một cảm giác lạnh lẽ lẽo bất chợt ập đến khiến Thanh rùng mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn, nhưng lại không thể thấy rõ gương mặt ông ta vì chiếc mũ hút đi che kín cả khuôn mặt thanh nhìn theo bóng lưng người đàn ông cho đến khi ông ta ngồi xuống hàng ghế cuối xe rồi cô quay lại lúc này trên xe chỉ có hai người thanh và người đàn ông đó sự kỳ lạ của ông ta khiến thanh cảm thấy bất an chiếc xe buýt vẫn lao đi vun vút trên con đường quen thuộc nhưng có một điều khác thường không có tiếng loa thông báo điểm dừng như thường lệ. Chiếc xe chỉ im lặng ra vào các bến mà không hề dừng lâu. Thanh cứ để ý xem người đàn ông kia khi nào sẽ xuống, nhưng suốt chặng đường ông ta vẫn ngồi im lặng không động tĩnh. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc, Thanh tựa đầu vào ghế và thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, cô có cảm giác như ai đó đang đứng ngay cạnh hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy khiến cô giật mình tỉnh giấc nhiều lần tuy nhiên mỗi khi quay lại nhìn ngoài cô và người đàn ông ở hàng ghế cuối không có ai khác ở trên xe thanh nhíu mày cảm giác có người phả hơi lạnh vào cổ rất rõ rệt nhưng khi tỉnh dậy thì lại chẳng thấy ai cô nghĩ đến việc tiếp tục ngủ khi còn một đoạn đường dài bỗng tiếng phanh gấp của xe buýt vang lên làm thanh giật mình tỉnh dậy hai người đàn bà một già một trung niên bước lên xe thanh cúi đầu chào nhưng cả hai người đều lơ cô đi ánh mắt họ nhìn về phía cuối xe với vẻ mặt đầy sợ hãi sự khác lạ của họ khiến thanh hết buồn ngủ cô cảm thấy họ có điều gì muốn nói nhưng lại ngập ngừng không tiện mở lời khi đến trạm rừng tiếp theo bất ngờ hai người đàn bà đứng dậy Trước khi bà cụ giả bước xuống xe, bà đi ngang qua Thanh và nói nhỏ. Chụt nữa, nhớ xuống trước hoặc sau một chạm, đừng xuống đúng chạm của mình, biết chưa? Giọng nói của bà cụ khiến Thanh giật mình, cô quay sang định hỏi lại. Nhưng cả bà cụ và người phụ nữ trung niên đã nhanh chóng bước ra khỏi xe. Đúng lúc đó, đèn trên xe buýt bỗng chập chờn nhấp nháy chiếc xe vẫn lao vun vút trên con đường vắng vẻ. Thanh quay lại nhìn thì không thấy bóng dáng hai người đàn bà kia đâu nữa. Cảm giác sợ hãi và bất an dần bao trùm, tim cô đập thình thịch. Thanh lẩm bẩm cầu mong chiếc xe biết sớm đưa mình về nhà an toàn. Khi vừa nghĩ đến điều đó, giọng bà cô lúc nãy lại vang lên trong tai Thanh. Nhớ, xuống trước hoặc sau một chạm, nghe chưa? lời cảnh báo của bà cụ lại vang lên đúng lúc xe buýt dừng trước trạm mà thanh hay xuống một trạm theo một linh cảm mạnh mẽ cô vội vã lao xuống xe ngay lập tức thanh đứng bên lề đường thở dốc cô ngẩng đầu lên nhìn và kinh hãi nhận ra người đàn ông kia đã đứng ngay sát cửa kính xe bít chiếc mũ của ông ta bị rõ thổi tung ra phía sau để lộ một khuôn mặt đáng sợ làn da thâm tím Hai con mắt trắng dã, miệng thì ngoác rộng như bị xé toạc. Ông ta dán mặt vào cửa kính và rít lên những âm thanh kỳ quái. Thanh kinh hãi, tay bịt chặt miệng để không hét lên. Chợt tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Thanh ra khỏi cơn ác mộng. Cô nhận ra mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thanh thở vào nhẹ nhõm, nhìn vào điện thoại thấy tên của dì Vân hiện lên. Cô nhanh chóng nhấc máy Alo ạ à, Dạ con nghe đây gì Giọng dì Vân vang lên từ đầu dây bên kia Đầy lo lắng Thanh đi hả con Sao muộn rồi mà con chưa về nhà vậy Dạ chỗ con làm Có đoàn khách đặt tiệc Nên con dọn dẹp hơi muộn Con đang trên xe buýt rồi Sắp về đến nhà rồi dì ạ Ừ thì về nhanh lên rồi tắm rửa nghỉ ngơi nhé Dì cho em ngủ trước rồi Thanh chào gì rồi cúp máy. Nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ, cô quay đầu nhìn lại. Nhưng người đàn ông kia đã biến mất, và hai người đàn bà lúc nãy cũng không còn thấy đâu. Trên xe giờ chỉ còn Thanh và người lái xe. Thanh ngó ra ngoài và thấy điểm tiếp theo là chạm trên điểm cô hay xuống. Một sức mạnh vô hình nào đó khiến cô bước xuống xe ngay tại trạm này. Chiếc xe biết lao vút qua trước mặt cô, và Thanh lại nhìn thấy người đàn ông đó ngồi ở hàng ghế cuối cùng. Đèn xe vụt tắt và ngay tại ghế lái, người lái xe đã biến mất. Chỉ còn lại người đàn ông kinh dị ngồi đó, miệng cười khăng khắc không ngừng vang lên trong màn đêm u tối. Thanh thở dài, bước nhanh trên con đường vắng lặng. Mất khoảng 10 phút đi bộ, cuối cùng cô cũng về đến nhà. Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên tiếng ken két khi cô mở ra, Thanh khóa cửa cẩn thận rồi lặng lẽ bước vào nhà. Bên trong, không gian tĩnh lặng, có lẽ mọi người đã đi ngủ từ lâu. Thanh nhẹ nhàng tiến về phòng mình. Tiếng nước từ vòi hoa sen bắt đầu vang lên trong nhà tắm, hòa cùng tiếng hát vu vơ của Thanh. Sau khi tắm rửa xong, cô cuốn khăn quanh đầu, đi ra ngoài và chuẩn bị đi ngủ. Khoảng 30 phút sau... Thanh tắt đèn và lên giường. Lúc này đã quá nửa đêm. Cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong cơn mơ, Thanh thấy mình ngồi trên chiếc xe buýt quen thuộc. Nhưng lạ lùng thay. Xung quanh cô có rất nhiều người, nhưng cô không thể nhìn thấy rõ mặt họ. Ánh mắt Thanh dừng lại ở cuối xe, nơi người đàn ông mặc chiếc áo hút đi, đứng chằm chằm về phía cô, Thanh nhận ra ông ta chính là người đã xuất hiện trên chuyến xe buýt đêm mà cô đi. Cảm giác lo lắng dâng lên. Thanh muốn đứng dậy và đi về phía cửa để xuống xe. Nhưng những người xung quanh đột nhiên vây kín, ép cô ngồi lại trên ghế. Những gương mặt mờ mờ, bây giờ bắt đầu hiện rõ, tất cả đều đầy máu. Họ nhìn Thanh bằng ánh mắt hung tợn, như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thanh sợ hãi run rẩy hét lên. Mọi người, làm ơn tránh ra cho tôi xuống tôi cần phải xuống xe làm ơn càng cố đẩy đám người đó ra họ lại càng ép chặt cô hơn thanh tuyệt vọng quay lên phía trước cố gắng gọi lớn chú lái xe ơi chú lái xe những người này không cho cháu xuống cứu cháu với nhưng dù thanh có gào đến khàn cả cổ người lái xe vẫn không hề bận tâm tiếng cười man rợ của đám người xung quanh cứ vang lên không ngừng gương mặt họ sát lại gần cô càng lúc càng sợ thanh che mặt run rẩy van xin các người các người là ai tránh xa tôi ra làm ơn cô hét lên đầy sợ hãi rồi bất ngờ bật ngồi dậy thanh thở hồn hển nhìn xung quanh và nhận ra mình đang ở trong phòng ngủ tim cô đập thình thịch cổ họng khô khốc cảm thấy khát nước thanh nhìn về phía cửa và ngạc nhiên khi thấy cửa phòng đã mở ra từ lúc nào cô tự hỏi lạ thật mình đã khóa cửa rồi cơ mà dì vân không có chìa khóa phòng mình sao cửa lại mở thanh thở dài bước đến đóng cửa lại cô lấy chai nước trên bàn và tu hết một hơi trở lại giường thanh nằm chằn chọc mãi chẳng ngủ được giấc mơ vừa rồi khiến cô lo lắng cô không hiểu tại sao lại gặp giấc mơ kinh hoàng như vậy hay tại sao người đàn ông đó lại liên tục xuất hiện trong những giấc mơ của mình thanh cố gắng thuyết phục bản thân rằng có lẽ vì vẻ bề ngoài kỳ quặc của người đàn ông kia đã khiến cô suy nghĩ nhiều dẫn đến ác mộng dù vậy cô vẫn không thể xua tan cảm giác sợ hãi ở bên ngoài phòng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên từng bước vọng qua cầu thang và xuống tầng một Thanh lo lắng, nhưng cô cố gắng nhắm mắt và trấn tĩnh. Thanh ơi, Thanh, dậy đi con, con không đi học à? Muộn rồi. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa và giọng gọi của Dì Vân khiến Thanh giật mình tỉnh giấc. cả đêm mất ngủ làm mắt cô thâm quầng như gấu trúc. Cô dụi mắt và trả lời: Dạ, con dậy ngay đây ạ. Dì Vân tiếp tục dặn dò bên ngoài cửa. Con dậy, rồi ăn sáng đi học đi nhá. Dì đã chuẩn bị sẵn ở dưới bàn ăn rồi. Giờ dì phải đưa hai em đi học rồi đi làm luôn đây. Còn nhớ khóa cửa cẩn thận trước khi ra ngoài. Hà Nội không giống ở quê đâu. Hờ ra cái gì là mất ngay đấy. Nghe tiếng guốc của dì Vân vang lên cồm cộp trên sàn nhà. Thanh biết dì đã rời đi. Cô mệt mỏi bò ra khỏi giường và đi vào nhà tắm Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt của mình trong gương, thanh thở dài rồi nhanh chóng rửa mặt. Một lúc sau cô ngồi xuống bàn ăn sáng, thưởng thức bữa ăn mà dì Vân đã chuẩn bị. Đang ăn, Thanh bỗng nghe thấy tiếng bước chân trên tầng 2. Cô ngừng lại, vẻ mặt đầy khó hiểu, nhìn ra ngoài cửa. Cô thấy xe của Dực Hùng và dì Vân đều đã không còn, có nghĩa là họ đã ra khỏi nhà. Vậy tiếng bước chân kia là của ai? Lo lắng, Thanh đứng dậy, cầm theo con dao từ bếp rồi rón rén bước lên tầng 2. Sau một vòng kiểm tra, cô không thấy ai. Thanh tiếp tục lên tầng 3, tầng 4 nhưng vẫn không có dấu hiệu gì. Cô gái đầu tự hỏi, kỳ lạ thật, rõ ràng là có tiếng bước chân, sao lại không thấy ai? Hay là âm thanh vọng từ nhà bên cạnh sao? Nghĩ rằng có thể tiếng động đến từ nhà hàng xóm Thanh không còn bận tâm nữa Cô vội vàng ăn sáng cho kịp giờ đi học Khi vừa đến bến xe bus Chiếc xe số 13 cũng vừa tới Thanh vội chạy lên xe Người phụ xe đi tới vỗ nhẹ vai cô và hỏi Em ơi, vé xe đâu? Thanh lấy thẻ vé tháng ra Đưa cho anh phụ xe Rồi tìm một chỗ ngồi Đoạn đường từ nhà dì Vân đến trường không xa chỉ khoảng 3-4 chạm là đến. Khi xe biết dừng trước cổng trường, Thanh nhanh chóng xuống xe. Thanh ơi, đợi tao với. Nghe tiếng gọi từ phía sau, Thanh quay lại và thấy Ngân đang chạy tới. Cô mỉm cười nói. Sao giờ này mày mới tới? Sao muộn học rồi đấy? Ngân ra vẻ bất cần đáp. Muộn thì muộn, chứ cứ bỏ học đâu mà lo. Và muộn có vài phút có làm sao. Mà hôm nay sao mày đi muộn thế? mọi ngày thế mày đi sớm lắm mà. thanh cười khổ. tao ngủ dậy muộn nên trễ chút, may mà kịp bắt xe buýt, không giờ còn chưa tới trường ý. cả hai bước nhanh vào giảng đường. hôm nay thanh chỉ có lịch học buổi sáng, buổi chiều cô lại đi làm thêm. công việc part time giúp cô tăng thu nhập, nên thanh cố gắng làm càng nhiều giờ càng tốt. buổi tối quản lý nhà hàng lên tiếng. Nào, mọi người, thu dọn giờ về thôi, hôm nay nghỉ sớm. Thanh nhìn đồng hồ, thấy chưa đến 10 giờ, cô thong thả dọn dẹp cùng mọi người rồi chào ra về. Khi ra đến bến xe buýt Thanh thấy đông người đang đợi. Cô cầm điện thoại lên và thấy tin nhắn của ngân gửi từ chiều hỏi về sinh nhật, Thanh nhắn lại. "Tao biết rồi, tao đã xin quản lý nghỉ, chắc chắn sẽ đến." khi đang mải nhắn tin thanh bỗng cảm thấy có ai đó đang nhìn mình cô ngẩng lên và bất ngờ thấy người đàn ông mặc áo hoodie tối qua đứng bên kia đường ông ta vẫn cúi gằm mặt như không muốn thanh nhìn rõ tim cô đập nhanh cảm giác hồi hộp dâng lên bất ngờ một chiếc xe biết chắn ngang giữa cô và người đàn ông đó khi xe đi qua người đàn ông đó đã biến mất thanh lắc đầu cố gắng tập trung lại vào cuộc trò chuyện với Ngân. Ít phút sau, chiếc xe buýt số 13 đến. Thanh vội chạy lên xe mà không hề hay biết. Người đàn ông kia vẫn ngồi ở ghế cuối, nhìn chầm chầm về phía cô. Kính mời quý khách chuẩn bị xuống xe, điểm dừng cuối cổ nhuế. Thanh đeo ba lô lên vai và bước ra khỏi xe. Vừa đi cô vừa nhắn tin Vinh Ngân, không chú ý đến xung quanh. Đoạn đường từ bến xe về nhà dì Vân chỉ khoảng 500 mét. Đang đi, Thanh đột nhiên dừng lại và quay đầu nhìn. Không có ai phía sau, chỉ có con đường vắng vẻ trải dài. Sao mình cứ có cảm giác ai đó đang theo dõi mình nhỉ? Nhìn quanh một lúc lâu vẫn không thấy ai, Thanh quay vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà. Cô dừng lại, ghé sát vào tường và liếc nhìn ra ngoài. Đôi mắt Thanh trợn tròn khi thấy người đàn ông mặc áo hút đi đang đi về với mình. Cảm giác nguy hiểm ập đến, Thanh vội vàng quay đầu bỏ chạy. Ôi da, đau quá! Thanh vừa quay lại, đã va phải một người đàn ông, ngã ngửa ra đất. Cô ôm lấy mặt, cảm giác choáng váng, giọng nói quen thuộc vang lên. Con làm gì mà đứng lấp ló đây thế? Có đau không? Đứng dậy đi. Thanh ngẩng lên, nhận ra đó là Dược Hùng. Cô lắp bắp lắp Dự, dượng hùng sao dượng lại ở đây dượng hùng cười hả à, dượng đi mua ít đồ thế sao con không về nhà mà con đứng đây nhớ lại người đàn ông mặc áo hút đi thanh vội kể lại mọi chuyện cho dượng hùng sau khi nghe xong dượng liền nói để dượng xem đứa đảo theo dõi con dượng kéo thanh ra sau lưng rồi bước sang ngoài đường nhưng người đàn ông đó đã biến mất từ bao giờ Thanh khó hiểu nói. Mới nãy, cháu còn thấy ông ta mà, sao giờ lại không thấy nữa? Dựng hồng nhìn quanh rồi nói. Có thể, lúc dựng cháu mình va phải nhau, gây ra tiếng động. Nó sợ quá nên chạy rồi. Giờ cháu về nhà đi, dựng mua xong thuốc lá rồi về. Việc này phải nói với Dì vân, có khi là chuyện nghiêm trọng đấy. Dạ, cháu về nhà trước. Thanh chào dựng hồng, rồi nhanh chóng chạy về nhà. Nhưng khi cô vừa khuất bóng, trong góc tối ở ngoài đường, bóng người đàn ông mặc áo hoodie lại xuất hiện. Ông ta đi lại trước cổng nhà dì Vân một lúc rồi biến mất vào trong đêm tối. Thanh ơi, tắm xong chưa con? Tắm xong thì xuống nhà nói chuyện với dì nhá. Đang thay quần áo trong nhà tắm, Thanh nghe thấy tiếng dì Vân gọi thì đáp lại. Dạ, con sắp xong rồi dì ạ. Dì cứ xuống trước đi, con xuống ngay bây giờ đây cửa nhà tắm từ từ mở ra thanh trải lại tóc gọn gàng rồi nhanh chóng chạy xuống dưới nhà ở phòng khách dượng hùng và dì vân đã ngồi đợi sẵn thấy thành đi xuống dì vân lên tiếng con ngồi xuống đây đi kể lại toàn bộ câu chuyện cho dượng và dì nghe xem nào dạ mọi chuyện là như thế này ạ bắt đầu từ tối qua Thanh kể lại toàn bộ sự việc giữa cô và người đàn ông lạ mặt cho dì Vân và Dượng Hùng nghe. Nhưng cô không nhắc đến giấc mơ đáng sợ mà mình đã trải qua. Sau khi nghe xong, dì Vân quay sang Dượng Hùng và hỏi Anh thấy chuyện này làm sao? Em thấy mọi thứ vẫn chưa rõ ràng lắm, có khi chỉ là trùng hợp thôi. Dượng Hùng gật đầu đồng ý, nhưng rồi lại băn khoăn. Nếu chỉ là trùng hợp thì sao lại có quá nhiều điều kỳ lạ như vậy? nhất là việc người đàn ông kia mặc áo hút đi giữ thời tiết nóng bức. Dượng hùng nhìn Dì Vân rồi quay sang Thanh nói: Dượng nghĩ có nên cẩn thận. Nếu chỉ là trùng hợp thì không sao, nhưng nếu người đó cố tình theo dõi con, thì rất nguy hiểm. Dượng với Dì sẽ mua cho con một chiếc xe máy để tiện đi học và đi làm. Nhưng tạm thời, con vẫn để đi xe bít ngoài ra con cũng nên mang theo một con dao nhỏ để phòng vệ nếu cần dì vân thấy sắp xếp của dựng hùng vậy là hợp lý nên nhẹ nhàng nói với thanh con đừng lo lắng quá nếu có hôm nào về muộn con nhớ điện gì gọi đến đón không nên đi một mình ngoài đường đêm hôm mẹ con đã gửi gắm con cho dì dì sẽ có trách nhiệm lo cho con nếu có chuyện gì con nhớ nói ngay với dì nhé thanh gật đầu đáp Dạ con biết rồi. Con lên trên tầng học bài đấy ạ. Thanh cúi đầu chào dì Vân và Dượng Hùng rồi bước về phía cầu thang. Khi cô lên đến tầng 4, bất ngờ cô nhìn thấy một bóng người lướt nhanh vào phòng mình. Cảm giác có gì đó không ổn. Thanh nín thở tiến lại gần cửa phòng. Cô cảm thấy hồi hộp, tim đập nhanh. Thanh tự trấn an rằng nếu có người ở trong phòng, cô sẽ hét lên. Lúc đó Dựng Hùng và Dì Vân ở dưới nhà chắc chắn sẽ nghe thấy. Hít một hơi thật sâu, Thanh mở cửa phòng và bước vào. Cô đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai. Thanh kiểm tra cả nhà tắm, gầm giường và tổ quần áo nhưng vẫn không tìm thấy bất kỳ ai. Cô ngồi xuống giường, vẻ mặt đầy hoang mang. Rõ ràng, cô đã thấy có bóng người bước vào phòng mình nhưng giờ lại chẳng thấy gì. Thanh thở dài, nghĩ có lẽ mình đã hoa mắt. Sau một hồi suy nghĩ, Thanh ngồi vào bàn học, chuẩn bị bài vở cho buổi kiểm tra vào ngày mai. Quyết tâm dành học bổng để giảm bớt gánh nặng học phí, cô chăm chú học tập mà không để ý đến thời gian. Khi ngẩng đầu lên, cô giật mình nhận ra đã hơn 2 giờ sáng. Mệt mỏi, Thanh vươn vai rồi đi tắt đèn để đi ngủ. Trong bóng tối, Thanh thoáng thấy bóng một người đứng ở góc phòng, nhìn chăm chăm về phía cô. Cô giật mình, bật đèn trở lại, nhưng không thấy ai. Thanh gãi đầu, tắt đèn và đi về giường. Nhanh chóng sau đó, cô chìm vào giấc ngủ. Ngay khi Thanh thiếp đi, người đàn ông mặc áo hút đi xuất hiện ở góc phòng, ngay cạnh giường cô. Ông ta từ từ tiến lại gần, ngồi xuống bên giường rồi đưa tay vuốt ve gương mặt cô cảm giác lạnh buốt từ bàn tay người đàn ông thấm qua da thịt khiến thanh giật mình tỉnh giấc thấy người đàn ông ở trước mặt thanh hoảng sợ kéo chăn chắn trước mặt giọng run rẩy ông ông là ai tại sao ông lại ở đây người đàn ông không trả lời ông ta đứng dậy quay lưng bước đi thanh hoang mang không biết phải làm gì cô sợ nếu hét lên người đàn ông có thể tấn công hoặc gây nguy hiểm cho gia đình dì vân cô chỉ biết im lặng mong rằng ông ta sẽ nhanh chóng rời khỏi phòng người đàn ông bước đến cửa phòng dừng lại một lúc toàn thân ông ta run lên rồi bật ra một tiếng cười khẳng khặc ghê rợn xoáy sâu vào tâm trí thanh bất ngờ ông ta quay ngoắt đầu lại gương mặt đỏ lòm với những cục thịt lồi lên khắp mặt đôi mắt đen kịt không có con ngươi ông ta nhìn thẳng vào thanh và gằn giọng mày sẽ phải chết mày sẽ phải đi theo tao <laughs> nói đoạn người đàn ông lao về phía thanh với bàn tay gân guốc thanh hét lên giật mình tỉnh dậy cô thở hổn hển nhìn quanh chỉ thấy một màn tối đen thanh lấy hết can đảm bật đèn lên rồi ngồi thụp xuống giường nước mắt trào ra giấc mơ quá khủng khiếp khiến thanh vẫn chưa hoàn hồn cô ngồi khóc một lúc lâu rồi cố lấy lại bình tĩnh thanh bỏ dậy đi vào nhà tắm để rửa mặt đồng hồ lúc này mới chỉ hơn ba rưỡi sáng nghĩ là cô chỉ mới ngủ được hơn một tiếng mệt mỏi thanh quay về giường lần này cô không dám tắt đèn nằm đó thanh từ từ chìm vào giấc ngủ lần nữa bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân bóng dáng người đàn ông đứng lặng trước cửa phòng của thanh ông ta đứng đó một hồi lâu rồi quay lưng bỏ đi sáng hôm sau tiếng chuông báo thức làm thanh giật bình tỉnh dậy cô cảm thấy toàn thân đau nhức ê ẩm cố gắng bỏ dậy thanh bước vào phòng tắm Khoảng 30 phút sau, khi cô xuống nhà, dì Vân và Dượng Hùng đã ngồi ăn sáng, thấy Thanh dì Vân liền nói Thanh, ngồi xuống ăn sáng đi con, đêm qua học khuya lắm phải không, nhìn hai mắt thâm đen cả rồi. Thanh cười gượng, gãi đầu nói Dạ, đêm qua con học tới 3 giờ mới đi ngủ ạ. Dì Vân nghe vậy thì chép miệng Cái con bé này, học gì thì học, cũng phải giữ sức khỏe chứ. Nhìn con bây giờ đi, mắt thâm đen thế này, mất hết cả vẻ xinh gái rồi. Là con gái, ngoài chuyện học hành, nhan sắc cũng quan trọng lắm con ạ. À. Đến lúc qua tuổi trẻ rồi, muốn lấy lại cũng không có được đâu." Thanh cười ngượng cố gắng giải thích, "Dạ, nhưng con muốn ôn bài thật kỹ để lấy học bổng kỳ này ạ, à, nên mới thức khuya." Di Vân lắc đầu, "Học bổng thì tốt đấy, nhưng mà sức khỏe vẫn quan trọng hơn. Con thấy đấy, Dì có bao giờ để cho các em học quá 11 giờ đêm đâu. Học phải đi đôi với sức khỏe ạ. À. Nếu con ốm thì kiến thức cũng không giúp con khỏe lại được. Thôi, ngồi xuống ăn sáng đi. Ăn nhiều vào để bù lại. Thức đêm thức hôm như vậy hại sức khỏe lắm. Dễ bị bệnh này bệnh kia. trừ kể còn suy thận nữa. Thức đêm nhiều là cơ thể không thải được độc tố đâu con. Thanh còn đang lưỡng lự định giải thích thêm. Thì Dựng Hùng lên tiếng dì con nói đúng đấy bây giờ con trẻ đừng chủ quan vài năm nữa sẽ thấy hối hận đấy thôi ăn sáng đi rồi dựng với dì đưa con đi học hôm nay dựng với dì gặp đối tác tiện đường qua trường còn luôn thanh cúi đầu đáp dạ con biết rồi sau này con sẽ không thức khuya nữa sau bữa sáng dựng hùng lái xe đưa thanh đến trường khi vừa mở cửa xe bước xuống thanh thấy ngân đi tới nhìn Thanh bước ra từ chiếc ô tô, ngân liền reo lên. Ui chao, hôm nay chuyển từ xe buýt sang hẳn xe hơi rồi hả? Mercedes S400 cờ đấy. Đừng bảo tao là mày đang đóng vai chủ tịch giả nghèo đấy nhá. Thanh cười gượng. Có mày giả nghèo ấy, đây là xe của dượng với gì tao, chơi nhà tao ở quê, làm gì có xe sang như vậy. Tao chả nói với mày rồi, tao đang ở với dượng và gì cơ mà. Nghe vậy Ngân bật cười. Tao đùa chút thôi, chứ ai chả biết là dưỡng với gì mày. Nhưng mà nhìn mày kìa, mắt thầm như gấu trúc ấy. Đêm qua lại thức khuya ôn bài đúng không? Tí nữa phải nhắc bài tao đấy nhá. Hôm qua tao đi chơi muộn về, chưa kịp ôn gì cả. Thanh lườm Ngân rồi nói. Mày không nói, tao cũng biết là mày chưa ôn bài rồi. Yên tâm đi, có tao thì chắc chắn mày qua được bài kiểm tra này. Hai cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Nhưng bất ngờ Thanh nhìn thấy phía xa có một người mặc áo hoodie trông giống hệt người mà cô đã gặp trên xe buýt. Thanh bỗng cảm thấy sợ hãi, cả người cứng đờ. Cô nhìn chằm chằm vào bóng lưng người đàn ông đó. Giọng ngân vang lên kéo Thanh trở về lại thực tại. Thanh! Mày sao thế? Đang đi tự nhiên đứng lại làm gì? Như người mất hồn vậy. Thanh giật mình, quay sang nhìn Ngân và lắc đầu. "Không, không có gì, ta không sao đâu. Mày hâm à?" Cô nói vậy, nhưng khi quay lại nhìn, người đàn ông đã biến mất. Thanh cố gắng tìm kiếm, nhưng bóng người kia đã tan biến ngay trước mắt cô. Ngân nói một hồi không thấy Thanh trả lời, liền bực mình. "Ôi này, mày bị làm sao thế? Cô nghe tao nói không đấy hả?" Thanh cố gắng cười và đáp, có chứ tao đang nghe mày nói đấy mà ngân thở dài thôi mày có nghe không thì kệ giờ lên lớp đi sắp đến giờ rồi hôm nay có bài kiểm tra phải vào sớm kiếm chỗ ngồi không thì mày với tao lại bị đẩy lên bàn đầu lúc đó lại chả làm ăn được gì đâu ngân kéo tay thanh nhanh chóng chạy về phía giảng đường buổi sáng hôm đó thanh vừa làm bài vừa nhắc bài cho ngân sau khi nộp bài, hai cô bạn kéo nhau xuống căng tin để ăn trưa. Ngày nào học cả ngày, Thanh cũng ở lại trường ăn trưa tại căng tin. Một suất cơm chỉ 20.000 đồng, nhưng Thanh thấy khá ngon và vừa túi tiền. Sau khi ăn xong, Thanh và Ngân tìm một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi. Thường thì cả hai sẽ lên giảng đường và gục đầu trong bàn để ngủ. Giảng đường có máy lạnh, giữa mùa nóng như thế này, đây là nơi lý tưởng để mọi người nghỉ trưa. Bên ngoài có bóng một người đàn ông bước đến. Ông ta dừng lại trước cửa giảng đường, nhìn chăm chầm về phía thanh. Cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, kèm theo tiếng cười khẳng khặc quen thuộc khiến thanh giật mình tỉnh dậy. Cô nhìn ra phía cửa, ánh sáng hắt vào, làm đôi mắt cô nhòe đi. Thanh nheo mắt, đưa tay rụi rụi cho đến khi nhìn rõ người đang đứng ngoài cửa đôi mắt thanh trợn lên cô run rẩy chỉ tay về phía người đàn ông miệng cô không thốt lên được lời nào đó vẫn là gương mặt kinh dị ấy người đàn ông với cái miệng ngoác rộng cười khằng khặc đột nhiên ông ta quay người bỏ đi nhưng tiếng cười ghê rợn của ông ta vẫn vang vọng trong đầu thanh cô giật mình tỉnh dậy lần nữa mồ hôi dịn ra khắp mặt thanh vội vàng đưa tay lau mồ hôi bên cạnh ngân đã tỉnh nhìn thanh co mày hỏi mày sao thế sao mồ hôi vã ra như tắm vậy mày ốm đấy à để tao xem nào thanh lắc đầu nói tao không sao đâu ngân đặt tay lên chán thanh thấy nhiệt độ bình thường thì gật đầu ờ đúng là không sao thật kỳ lạ nhỉ trong phòng điều hòa mà mày cũng toát mồ hôi thế này Lần đầu tiên tao thấy đấy. Thanh cười gượng đáp. Tao mơ thấy ác mộng, sợ quá nên mới thế thôi. Bình thường, tao đâu có chảy mồ hôi đâu. Nghe nói Thanh gặp ác mộng, Ngân tò mò hỏi. Thế mày mơ thấy gì? Kể tao nghe thử đi. Thanh bắt đầu kể lại giấc mơ kỳ lạ cho Ngân. Trong đầu cô lúc này, mọi thứ đều rối loạn. Không biết đó có phải là giấc mơ bình thường hay là một điềm báo gì đó cô muốn kể để nghe xem ngân nghĩ như thế nào sau khi nghe xong ngân nói tao nghĩ là do mày suy nghĩ nhiều quá thôi nghe này mày gặp người đàn ông kia rồi cứ nghĩ về ông ta thế là đêm mơ thấy ông ta cũng là chuyện bình thường bà tao từng bảo ban ngày nghĩ nhiều cái gì thì tối sẽ mơ đến cái đó mày đừng nghĩ ngợi nữa cứ để mọi chuyện trôi qua là sẽ không mơ thấy nữa đâu tin tao đi ta mà nói là chuẩn đấy. Ngân vỗ ngực ra vẻ chắc chắn khiến Thanh bật cười. Việc ban ngày nghĩ gì rồi đêm mơ thấy cũng không phải là điều xa lạ. Mẹ cô cũng từng nói vậy khi Thanh còn nhỏ. Thanh thở dài tự nhổ rằng mình nên gạt những chuyện này ra khỏi đầu. Bên ngoài giảng viên đã đến. Thanh và Ngân nhanh chóng quay lại tiết học. Sau tiết học, mẹ lại đi làm thêm hả? Đi làm quần quật cả tháng thế... Còn đi học nữa... Liệu mày có trụ được không? Ngân hỏi khi thấy Thanh hớt thải... Chạy ra bến xe bít... Thanh cười gượng lắc đầu đáp... Nhà tao nghèo mà... Phải cố gắng kiếm tiền chi tiêu... Tao không làm... Lấy đâu ra tiền... Để lo cho bố mẹ với các em ở nhà... Ngân nhìn Thanh... Đầy thương cảm... Thở dài... Thế còn nhà gì mày thì sao? Nhà gì mày giàu mà... Sao không lo cho mày luôn? Thanh lắc đầu... Dì Vân không muốn tao đi làm đâu. Dì bảo nếu thiếu tiền cứ nói gì. Nhưng mà tao không thích. Tao muốn tự kiếm tiền để chi tiêu. Cảm giác tự lập vẫn tốt hơn. Ngân giơ ngón tay cái ra cười nói. Mày đúng là bạn thân của tao. Thôi, mày đi làm đi kẻo muộn. Tao về đây. Tối có gì nhắn tin nhá. Ngân vừa nói, vừa đi về phía bãi gửi xe. Thanh nhìn đồng hồ, rồi vội vàng chạy ra bến xe buýt. Như thường lệ, Thanh rời nhà hàng lúc 10 giờ tối. Cô ra bến xe ngồi đợi xe buýt. Khoảng 20 phút sau, chuyến xe buýt cuối cùng trong ngày đến. Thanh lên xe, tìm một chỗ ngồi và ngắm nhìn đường phố bên ngoài. Ngồi trên xe buýt ngắm đường phố luôn mang lại cảm giác thư giãn cho Thanh. Cô thường suy nghĩ về những chuyện của mình trong lúc ngồi trên xe. Dù đã muộn, xe buýt hôm nay vẫn khá đông. Tất cả ghế đều kín người chỉ còn lác đác vài chỗ trống. Đang ngắm phố phường, Thanh giật mình khi thấy trong ô cửa kính, phản chiếu hình ảnh người đàn ông mặc áo nâu đứng ngay sau lưng cô. Đó chính là người đàn ông với gương mặt gớm ghiếc, nhe răng cười khành khạch. Thanh hoảng hốt quay lại, nhưng không thấy ai cả. Cô sợ hãi, không biết người mà cô vừa thấy là thật hay chỉ là ảo giác. Thanh dội mắt, lắc đầu thở dài, cố chấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là tưởng tượng. Xe buýt lại dừng tại điểm cuối, Thanh cùng mọi người xuống xe. Cô nhanh chóng đi về phía nhà dì Vân. Nhưng khi đi được một đoạn, Thanh cảm thấy có người đang đi theo sau mình. Cô thò tay vào túi, nắm chặt con dao nhỏ phòng vệ. Khi đến gần ngõ nhà dì Vân, Thanh đột ngột quặt vào ngõ, đứng chờ người kia đến thấy bóng dáng người mặc áo hút đi giống như người cô hay gặp thanh dơ con dao lên hét lớn anh tại sao anh lại đi theo tôi tại sao lại theo dõi tôi người con trai phía trước dáng vẻ mệt mỏi nhìn thanh bằng ánh mắt khó hiểu cô điên à tôi đi theo cô làm gì thanh không chịu bỏ cuộc chính anh mấy hôm nay đã theo dõi tôi đúng không nếu không quỹ đồ gì sao anh lại ăn mặc như thế trùm kín mặt như vậy Chàng trai lắc đầu, khổ sở kéo mũ xuống rồi đưa tay ra phía trước giải thích. Trời ơi, mặc tên này là thành người xấu sao? Tôi bị ốm, cả người rét run nên mới phải mặc ấm đi mua thuốc. Đây, cô xem, thuốc vẫn còn đây này. Còn chuyện theo cô, nhà tôi ở đây, chẳng nhẽ tôi phải đi vòng đường khác về sao? Thôi, tránh ra cho tôi về nhà, đứng chân cửa làm gì? Tối muộn rồi mà còn gặp mấy người dở hơi nói xong chàng trai đẩy thanh sang một bên mở cửa đi vào nhà cánh cửa sắt bị đóng dầm lại như một cách để dằn mặt cô thanh đứng đó gãi đầu cảm thấy bối rối cô cất con dao vào túi rồi tiếp tục đi về nhà dì vân vừa đi cô vừa nhớ lại hình dáng người con trai kia anh ta thấp hơn bóng người mà cô thường gặp và chiếc áo hút đi cũng có khác biệt về họa tiết dù màu sắc tương tự Thanh gãi đầu cảm giác quê mùa tràn ngập, rồi bật cười trước sự nhầm lẫn của mình. Khi đến gần nhà dì Vân, Thanh bỗng khựng lại. Trước mắt cô, bóng dáng người đàn ông mặc áo hút đi lại xuất hiện. Lần này đứng ngay trước cổng nhà dì Vân. Người đàn ông từ từ tiến vào bên trong. Thanh hốt hoảng, chạy nhanh về phía nhà. Nhưng khi cô đến cổng, người đàn ông kia đã biến mất gia đình dì vân đang ngồi bên bàn nước ngoài sân thấy thành dì vân liền hỏi đi làm về rồi đấy à hôm nay có bị ai theo không thanh nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người đàn ông kia rồi quay sang dì vân dạ con về rồi ạ à? dượng với dì ngồi ngoài này à dì vân bẫy tay ra hiệu cho thanh lại gần dì có bổ hoa quả đợi con về ăn đây ngồi xuống ăn rồi nói chuyện với dì dượng sau đó lên nhà nghỉ ngơi. Thanh bỏ ba lô sang một bên rồi ngồi xuống. Nhìn bộ quần áo cũ của Thanh, dì Vân nói. Cuối tuần này, con xin nghỉ làm một buổi đi. Hai dì cháu mình đi mua quần áo. Mùa thu đến rồi, mua vài bộ để khi trời lạnh có cái mà mặc. Thanh gãi đầu ngượng ngùng. Dạ, tuần này con không xin nghỉ được đâu gì ạ. Thứ sáu là sinh nhật bạn con. Con đã xin nghỉ hôm đó rồi, Dì Vân nghe thế vậy thì bảo: Thế còn đã có quần áo đi sinh nhật chưa? Mai là thứ sáu rồi còn gì. Được rồi, mai đi học về, dì đưa con đi mua váy. Đi sinh nhật bạn cũng phải xinh đẹp chứ, đúng không? Cháu dì mặt mũi xinh đẹp, cao giáo thế này, mặc váy chắc chắn sẽ rất xinh. Dượng Hồng ngồi bên cũng gật đầu. Dì con nói đúng đấy, hai dì cháu cứ đi mua sắm, hết bao nhiêu, dượng lo thanh chỉ biết gật đầu cảm ơn dượng và dì cô ngồi trò chuyện vui vẻ với họ mà quên mất hình bóng người đàn ông đã lẻn vào nhà lúc nãy mãi đến khuya thanh mới quay trở về phòng khi mở tủ quần áo cô thấy chỉ còn vài bộ cũ kỹ bạc phích thời gian gần đây thanh gửi hết tiền về cho gia đình chỉ giữ lại chút ít để chi tiêu lật vật chưa từng nghĩ đến việc mua sắm quần áo cho mình Cô lấy một bộ quần áo rồi đi vào nhà tắm. Tiếng nước chảy tí tách từ vòi vang lên. Đang tắm, bất ngờ điện phòng vụt tắt, Thanh giật mình quay đầu nhìn quanh, vẻ mặt hoang mang. Cô đã chốt cửa phòng kỹ lưỡng nên không thể có ai vào được. Thanh tắt vòi nước, lấy khăn quấn quanh người, định ra ngoài kiểm tra, nhưng vừa đến gần cửa nhà tắm, Thanh thấy bóng ai đó đi ngang qua. Cô khựng lại, tim đập thình thịch không dám mở cửa cô run rẩy hỏi này à, ai ở bên ngoài đấy không có câu trả lời chỉ là sự im lặng đáng sợ linh cảm cô điều không lành thanh quay lại mặc quần áo rồi nhẹ nhàng mở cửa tiếng khóa cửa kêu cạch một cái khiến tim cô như ngừng đập thanh ngó đầu ra ngoài nhìn kỹ xung quanh nhưng không thấy ai cô nhanh chóng chạy đến bật điện lên ngay lập tức một thứ gì đó vụt qua khiến cô hét toáng lên thanh ngồi bẹt xuống đất tim đập loạn xả nhưng khi nhìn lên thì thấy đó chỉ là con mèo đen của dì vân con mèo nhảy lên giường quay đầu nhìn cô kêu lên vài tiếng đang yên đang lành nó bất ngờ gồng mình lên kêu lớn rồi lao vào tường cao cấu điên cuồng tiếng móng vuốt va vào tường phát ra âm thanh rợn người nó cào lên khi chân chảy máu, máu dính lên tường. Thanh sợ hãi, không hiểu sao, con mèo đột nhiên trở nên hung dữ như vậy. Cô ngồi bất động ở trên sàn, nhìn con mèo mà không biết phải làm gì. Một lúc sau, con mèo dừng lại, liếm chân đẩy máu, rồi chậm rãi đi ra phía cửa. Thanh vội vàng đứng dậy, mở cửa cho nó ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại, thở vào nhẹ nhõm cô chỉ sợ con mèo hóa điên mà tấn công mình. Thanh quay lại nhà tắm, tắm nhanh rồi về rừng nằm. Ánh đèn phòng tắt đi, bóng tối bao trùm và Thanh dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm, bóng người đàn ông kia lại xuất hiện trong góc phòng. Lần này ông ta lặng lẽ lên giường, chui vào trong chăn và vòng tay ôm lấy Thanh. Bên ngoài con mèo đen đang nằm ở tầng 1, đột nhiên kêu lên rồi la vút lên tầng. Nó đi đến trước cửa phòng Thanh, cào cửa liên tục. Thanh giật mình tỉnh dậy, nghe tiếng mèo kêu, cô bật điện và ra mở cửa. Con mèo tiến đến chân Thanh, dụi bộ lông mềm mại vào cô rồi kêu lên mấy tiếng. Thanh bế con mèo lên, đóng cửa phòng và xa đầu nó. Muốn ngồi với tao đúng không? Được rồi, để tao bế mày vào ngủ cùng nhé. Cô tắt đèn, trở lại giường và ôm con mèo vào lòng con mèo run rẩy miệng gầm gừ đầy khó chịu nó đứng dậy chắn trước người thanh nhìn chằm chằm vào góc phòng nhe răng như sắp đánh nhau một lúc sau nó chui lại vào lòng thanh nằm im thời gian trôi qua màn đêm dần tan biến thay vào đó là ánh sáng của một ngày mới thanh ăn sáng rồi hãy đi học con Dì Vân vừa đi chợ về, thấy Thành sáng sớm đã đeo ba lô ra ngoài, liền gọi lại. Thành cúi đầu chào dì rồi nói. Dạ, dì đi chợ sớm thế. Hôm nay còn có tiết kiểm tra sớm, nên có phải lên trường sớm để ôn bài. Dì nấu cho dượng với các em thôi nhé, con không kịp ăn sáng đâu. Thôi con chạy ra bến xe buýt đây, kẻ muộn rồi. Dì Vân vội vàng dặn dò. Này, nhớ chiều về sớm, rồi cùng dì đi mua quần áo đấy nhé. Thanh vừa chạy vừa quay đầu gật đầu. Dạ, chiều con sẽ về sớm ạ. Bóng Thanh khuất dần trong ngõ. Cô chạy thẳng ra bến xe buýt ngồi đợi. Trời vẫn còn sớm, người ra ngoài chưa đông. Thanh ngồi một mình, hai mắt dĩu lại và ngủ gật. Bất ngờ một giọng nói vang lên bên tai. Thanh! Thanh ơi! Ra đây với anh! Tiếng gọi của người đàn ông khiến Thanh giật mình tỉnh dậy sức mặt cô, là người đàn ông mặc áo hoodie đang đứng vẫy tay về phía cô. Bằng một sức mạnh vô hình nào đó, Thanh lặng lẽ đứng dậy, đầu óc quay cuồng, bước từng bước về phía người đàn ông. Giọng nói của ông ta lại vang lên. "Đúng vậy, lại đây. Nhanh lên." Bỗng có một giọng khác vang lên bên tai Thanh. "Dừng lại. Quay lại đây. Nhanh lên." Thanh quay đầu lại, ngay tại bến xe buýt bà cụ và người đàn bà trung niên mà cô đã gặp hôm trước đang đứng đó bà cụ nhìn thanh với ánh mắt âu yếm nhẹ nhàng nói quay lại đây không được đi đến đó thanh lưỡng lự nhìn bà cụ rồi lại quay sang người đàn ông trong đầu cô hai giọng nói cứ vang lên không ngừng xung đột đúng lúc đó tiếng còi xe chói tai vang lên chiếc xe buýt số 13 lao tới thanh giật mình lùi lại suýt nữa thì bị xe buýt đâm trúng tiếng người lái xe mắng này cô muốn chết đấy à sáng sớm ra mắt mũi đẻ đâu thế thanh vừa xin lỗi ờ, dạ dạ cháu xin lỗi ạ cô bước lên xe quay lại nhìn không thấy bóng bà cụ hay người đàn ông kia đâu nữa tất cả đã biến mất thanh cảm thấy khó hiểu không biết mọi chuyện là thật hay chỉ là tưởng tượng đầu cô choáng vắng cảm giác khó thở hiện lên người phụ xe bước tới vỗ vai cô vé xe đâu em thanh móc thẻ vé tháng ra đưa người phụ xe lắc đầu có vé tháng thì chia ra ngay lúc lên xe chứ ai cũng như em kiểm tra thế nào được nói xong anh ta bỏ đi thanh ngồi đó ôm đầu cố điều chỉnh nhịp thở trong đầu cô giọng nói của người đàn ông và bà cụ cứ vang vọng xe buýt lao nhanh trên con đường quen thuộc khi đến điểm dừng trước cổng trường đại học thương mại thanh cố gắng bước xuống xe bất ngờ cô cảm thấy mình bình thường trở lại cảm giác khó hiểu trong cô giận tan biến thanh quay lại nhìn về phía cuối xe mập mờ thấy hình bóng người đàn ông mặc áo hút đi ngồi ở đó nhưng không rõ ràng cô nhún vai rồi bước vào trường thanh thanh ơi ở đây Nghe thấy giọng Ngân gọi, Thanh vui vẻ chạy lại. Buổi học kết thúc vào lúc 4 giờ chiều. Trước khi về, Ngân không quên dặn dò Thanh. Này, nhớ tôi này đúng 7 giờ, có mặt ở quán nhé. Địa chỉ tao gửi rồi đấy, hay để tao qua đón mày? Thanh lắc đầu. Thôi, sinh nhật mày, mày còn phải tiếp bao nhiêu người, tao tự đến được. Yên tâm, đúng 7 giờ tao sẽ có mặt. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Khi ra đến cổng, bất ngờ có tiếng còi xe ô tô vang lên. Cả hai giật mình quay lại, thấy dì Vân vẫy tay từ trong xe. Thanh, lên xe nhanh nào con. Thanh không ngờ dì Vân lại đến đón mình để đi mua quần áo. Ngân huyết nhẹ vào Thanh rồi trêu Dì có máy đấy hả? Giờ thì tao hiểu tại sao mày lại sinh thế này rồi. Dì mày sinh thế kia thì chắc chắn mẹ mày cũng sinh lắm đúng không? Thanh cười gượng. Dù mẹ và dì Vân rất giống nhau, nhưng mẹ cô đã tiểu tụy nhiều do làm việc nặng nhọc ở quê. Làn da sạm nắng của mẹ Thanh khiến nhan sắc bà phai tàn theo thời gian. Cô vẫy tay chào Ngân. Thôi, tao đi với dì đây. Tối gặp lại nhé. Ngân cười chào. Ok, tối gặp lại. Chào dì ạ. Ngân chào dì Vân rồi quay đi. Thanh lên xe, ngồi cạnh dì Vân, dì vân cười vinh ngân rồi lái xe đi quay sang thanh dì hỏi con bé vừa rồi là bạn thân của con đấy hả thanh gật đầu dạ tối nay là sinh nhật nó đấy gì dì. dì vân nhìn thanh rồi nói con bé đó chắc là người hà nội phải không dì thấy nó cũng dễ thương đấy hôm nào con đưa bạn về chơi nhé nhà dì cứ coi như nhà con đừng ngại gì mà không dám đưa bạn về chơi nghe dì vân nói thanh cảm động không biết phải biểu đạt cảm xúc thế nào. Cô từng muốn mời Ngân về nhà chơi, nhưng lại ngại dựng Hùng và dì Vân nên không dám. Thanh ôm lấy dì Vân nói. Dạ, con cảm ơn dì ạ. Dì Vân cười. Dì cháu với nhau, cảm ơn cái gì chứ? Để im dì lái xe, không lại tai nạn bây giờ. Chiếc xe ô tô tiếp tục lăn bánh, đi ngang qua bến xe buýt. Đang vui vẻ, Thanh bỗng tái mặt khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo hút đi lại đứng đó, nhìn chầm chầm về phía cô. Cô không hiểu tại sao người đàn ông này luôn xuất hiện đúng lúc như vậy. Dù giờ giấc thanh đi học hay đi làm đều không cố định, ông ta vẫn xuất hiện đều đặn, cứ như là đang theo dõi cô suốt 24 giờ. Thanh nín thở cho đến khi chiếc xe lướt qua ông ta, mới dám thở vào nhẹ nhõm. Dì Vân thấy vậy liền hỏi, Có chuyện gì thế con? sao sắc mặt nhợt nhạt thế dì vân lo lắng hỏi thanh lắc đầu cố gắng chấn tĩnh dạ con không sao ờ, giờ mình đi đâu vậy hả dì dì vân nháy mắt mỉm cười yên tâm dì sẽ đưa con đến một nơi đảm bảo con sẽ choáng ngợp thanh và dì vân đi đến một trung tâm thương mại lớn tại đây dì vân dẫn thanh đi mua sắm nhìn những bộ quần áo giá hàng triệu đồng thanh cười gượng thấy mọi thứ quá đắt và không đáng mua. Thấy Thành cứ nhấc lên rồi lại đặt xuống, Di Vân bật cười. Con không cần lo quá về giá cả đâu, cứ chọn đi, đây là gì mua tặng con. Sau này, thi thoảng hai dì cháu mình sẽ đi mua sắm với nhau. Con mặc cái này đẹp này, đảm bảo là xinh lắm đấy. Em ơi, lấy cho chị cái này, cái này và cả cái này nữa, gói hết lại cho chị. Thanh thấy dì Vân chọn một lúc mấy chiếc váy thì vội vàng nói Dì ơi, hay dì mua một cái thôi, con không mặc nhiều đâu. Cái con bé này, mặc một cái làm sao đủ được, phải có vài bộ để thay chứ. Thôi, con đứng đây đợi dì thanh toán, sau dì đưa đi mua thêm giày với guốc. Con gái phải đi guốc mới đẹp. Thanh chưa kịp nói gì, thì dì Vân đã quay đi. Tối hôm đó, Thanh mặc một chiếc váy xòe rộng, phối cùng đôi guốc màu đen, trông vô cùng kiều diễm Dì Vân giơ ngón tay cái khen ngợi. Xinh lắm con ơi, đúng là gái yêu của dì. Nào, thì bạn con tổ chức sinh nhật ở đâu, dì đưa con đi. Thanh cười gượng lắc đầu. Dạ thôi dì, bạn con tổ chức ở gần trường, con đi xe buýt cũng được. Dì Vân cau mày. Đi xe buýt làm sao được, ai lại ăn mặc thế này mà đi xe buýt. Thôi, để dì đưa con đi. Gái của dì, phải để dì chăm chứ. Dì Vân đưa Thanh đến điểm hẹn. Khi Thanh vừa bước xuống xe, Ngân và đám bạn của cô đã đứng ngay trước cửa nhà hàng. Thấy Thanh bước xuống từ xe sang, đám bạn có chút trắng ngợp. Ngân vẫy tay gọi to. Thanh ơi, ở đây nè. Thanh chào dì Vân rồi tiến đến chỗ Ngân. Ngân nhìn Thanh từ đầu đến chân, không tin vào mắt mình. Này, có ai nói với mày là mày xinh lắm không? Trời ơi, bạn tao xinh quá nhìn cái váy mày mặc này. Ngân cúi xuống nhìn đôi guốc và chiếc váy của Thanh. Chiếc váy này mấy triệu đấy. Hôm trước tao định mua để diễn sinh nhật mà đắt quá không dám mua. Hôm nào cho tao mượn mặc ké nhé. Thanh cười. Mượn làm gì? Tao đã mang tặng mày một cái giống hệt đây. Nghĩ mãi không biết mua gì tặng cho mày. Dì tao chọn giúp đấy. Ngân nhìn chiếc váy trong túi quả, vui mừng khôn xiết cả nhóm kéo nhau vào trong nhà hàng. Khi Thanh quay lại đi cùng Ngân, bất ngờ cô khựng lại. Ở phía xa, người đàn ông mặc áo hoodie lại xuất hiện, vẫn đổi chiếc mũ che kín mặt. Thanh giật mình, không hiểu sao ông ta lại có mặt khắp nơi cô đến. Ngân thấy Thanh đứng đờ người, liền phất tay trước mặt cô. Này, mày bị làm sao thế? Sao lại đứng ngẩn ra vậy? Thanh cố cười lắc đầu. Kh không, không có gì, vào đi mày trước khi đi thanh ngoảnh lại nhìn về chỗ người đàn ông nhưng ông ta đã biến mất cứ như là bốc hơi vậy thanh dự tiệc sinh nhật với ngân cho đến khuya mới về khi ấy đã hết xe buýt ngân đèo thanh về bằng xe máy đến đầu ngõ thanh vỗ vai ngân nói thôi mày đưa tao đến đây là được rồi muộn rồi mày về luôn đi tao đi bộ về cũng được ngân gật đầu ừ thế mày đi bộ cẩn thận nhé. Ta về đây. Thanh vẫy tay chào Ngân rồi quay người đi vào ngõ. Ngõ này rộng đủ để hai chiếc ô tô tránh nhau. Khi về đến nhà Thanh thấy đèn đã tắt đoán rằng Dì Vân và mọi người đã ngủ. Cô nhẹ nhàng mở cửa vào phòng. Sau khi thay chiếc váy Thanh lên giường nằm nghỉ. Khi nhận được tin nhắn Ngân báo đã về đến nhà cô mới yên tâm đi ngủ. Trong căn phòng tối người đàn ông mặc áo hoodie lại xuất hiện. ông ta lặng lẽ đi đến, nằm đè lên người thanh, cảm giác khó chịu và đau đớn khiến thanh nhăn nhó, miệng lẩm bẩm. tránh ra, tránh ra tôi ra, đừng đè lên người tôi. tiếng nói của thanh ngày một yếu ớt. trong cơn mê màn, cô cảm thấy một bóng đen đè nặng lên người. dù thanh cố gắng đến mấy, cô không thể đẩy ông ta ra cảm giác ngạt thở và đau nhức dần khiến thanh kiệt sức cô chìm dần vào giấc ngủ sáng hôm sau thanh tỉnh dậy trong trạng thái toàn thân mệt mỏi uể oải cô không hiểu sao mình lại kiệt sức như vậy nhưng người đau nhức đến mức cô phải vươn vai thật mạnh hôm đó thanh không có lịch đi làm nên ở nhà giúp dì vân dọn dẹp và nấu ăn cho mọi người hôm qua con đi chơi đến mấy giờ về thế? Dì đợi con gọi để đón mãi mà không thấy con gọi. Thế đêm qua con về bằng gì? Thanh đang lau dọn khu bếp, nghe dì Vân gọi liền ngẩng lên trả lời. Dạ, tối qua con được ngân đưa về ạ. Còn tới muộn nên không dám gọi gì. Dì. dì Vân gật đầu. Ừ, sau này về muộn thì cứ gọi cho dì, đừng có ngại. Đêm hôm mà bạn không đưa con về phải gọi ngay cho dì. Ở Hà Nội này, nhiều vụ bắt cóc giết người cướp của lắm ngay đoạn đường gần nhà mình vừa xảy ra một vụ đấy dì nghe nói nạn nhân cũng là sinh viên như con đi làm xe ôm kiếm tiền thêm còn phải hết sức cẩn thận khi về muộn nghe dì vân kể thành thoáng dùng mình miệng lắp bắp hỏi lại dạ có người bị giết ở gần nhà mình thật hả gì thanh bất giác nghĩ đến người đàn ông kỳ lạ thường xuyên xuất hiện trước mắt cô rồi lại biến mất khiến cô không chắc chắn mình có thực sự nhìn thấy ông ta hay không? Hay chỉ là hoa mắt? Cô lắc đầu, cố gạt bỏ suy nghĩ về người đàn ông ấy và tiếp tục dọn dẹp cùng dì Vân. Chiều hôm đó Thanh rời nhà và ra bến xe buýt đi làm. Vì là cuối tuần, nhà hàng đông khách, Thanh làm đến muộn mới bắt xe về. Hôm nay Thanh không gặp người đàn ông kia. Cô cố ý quan sát xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng ông ta đâu cả. Thanh thở vào nhẹ nhõm, lên xe buýt và về nhà. Thời gian cứ thế trôi qua. Hơn một tháng rồi Thanh không còn gặp người đàn ông mặc áo hút đi nữa. Cô dường như đã quên đi sự hiện diện của ông ta. Thế nhưng việc mất ngủ liên miên khiến cơ thể Thanh gầy dọc đi. Dì Vân thấy sắc mặt Thanh không tốt, đã mua thêm thuốc bổ cho cô uống và còn đưa cô đi khám. Nhưng kết quả khám cho thấy Thanh hoàn toàn khỏe mạnh, không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Đến ngày thứ sáu, sau khi học xong trên lớp, Thanh lại bắt xe đến chỗ làm. Vì là cuối tuần, nhà hàng đông nghẹt khách. Thanh và mọi người phải làm việc hết công suất. Trong lúc bận rộn order món ăn cho khách, bất ngờ qua tấm kính nhà hàng, Thanh nhìn thấy người đàn ông mặc áo hút đi đứng bên ngoài. Nhìn chằm chằm về phía cô, gương mặt gớm ghiếc của ông ta hiện rõ. Đầu Thanh choáng váng, mắt cô tối sầm lại, thanh ngã vật xuống đất và ngất lịm đi. có tiếng bước chân chạy tới, một vài người lo lắng gọi: Thanh, Thanh ơi, tỉnh lại đi, gọi xe cấp cứu nhanh lên. Thanh nó ngất rồi. khi thanh tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, Dì Vân ngồi bên cạnh, nước mắt giàn rủa. Thanh yếu ớt gọi: Dì ơi, Dì sao thế? Dì Vân giật mình, tóm lấy tay Thanh. Gì đây? Còn thấy trong người thế nào? Có đau nhức hay mệt mỏi không? Sao còn để bản thân suy nhược đến mức ngất xỉu thế này hả? Thanh cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Toàn thân cô mất hết sức lực. Dì Vân vội ra hiệu cho cô nằm xuống. Con đừng cố ngồi dậy. Bác sĩ nói con phải nhập viện để nghỉ ngơi và tĩnh dưỡng. Dì đã nhờ bác sĩ dùng mọi biện pháp tốt nhất cho con rồi. Thật lạ. Là là mỗi tuần trước khám vẫn bình thường, mà sao suy nhược nhanh thế không biết? Dì Vân đặt tay lên trán Thanh, thấy vẫn còn sốt, Dì thở dài, vẫn chưa cắt sốt. Để Dì báo bác sĩ, con đã tỉnh lại nhá, con cứ nằm nghỉ đi, Dì đi lấy đồ ăn cho con. Thanh nằm trên giường, nhìn Dì Vân lo lắng cho mình mà trong lòng không khỏi tự trách, cô cũng không hiểu tại sao mình lại ngã bệnh nhanh như vậy chiều nay cô vẫn thấy bình thường chỉ nhớ rằng khi nhìn thấy người đàn ông ấy đầu cô bắt đầu choáng váng nghĩ đến người đàn ông đó thanh bất giác nổi ra gà toàn thân run rẩy cô cảm nhận rằng sự xuất hiện của ông ta không phải là ngẫu nhiên hay do cô tưởng tượng có lẽ ông ta cố tình xuất hiện cho cô thấy nỗi sợ nâng lên thanh đưa mắt nhìn quanh bên ngoài cửa dì vân cùng y tá bước vào sau khi khám cho thanh người y tá nói tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện so với lúc nhập viện gia đình chỉ cần chú ý chăm sóc ăn uống đầy đủ và dùng thuốc theo chỉ định chỉ vài ngày nữa là có thể xuất viện rồi dì vân cảm ơn y tá sau đó quay sang thanh đấy con nghe thế rồi chứ phải nghỉ ngơi điều độ uống thuốc đầy đủ mới nhanh khỏi bệnh được hiện tại con còn yếu nên ăn cháo cho dễ tiêu dì nấu cháo cá hồi, đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng cho con. Để dì lấy cho con ăn rồi uống thuốc nhé. Thanh gật đầu, ngoan ngoãn ăn hết bát cháo dì Vân chuẩn bị. Suốt buổi tối, Thanh nhiều lần định kể cho dì về người đàn ông áo hút đi. Nhưng không hiểu sao, mỗi lần định mở miệng, cô lại dừng lại, không sao nói ra được. Nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ đêm, dì Vân quay sang Thanh dịu giọng nói. Muộn rồi, con nghỉ ngơi đi. Chắc sáng mai mẹ con sẽ lên đây với con thôi. Dì đã gọi điện báo cho mẹ con rồi. Dì nghĩ việc này nên nói với mẹ con. Nếu giấu mà sau này mẹ biết, cả dì và con sẽ bị mắng. Thôi, ngủ đi, dì tắt điện đây. Lạt nữa, Dượng Hùng sẽ vào chăm con đêm. Nếu có chuyện gì, con cứ gọi Dượng. Dì Vân tắt đèn rồi nhẹ nhàng ra ngoài. Thanh nằm trên giường, dần dần chìm vào giấc ngủ. Càng về đêm, cô lại càng cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi. Trong cơn mê màn, Thanh thấy người đàn ông mặc áo hút đi lại xuất hiện. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, ông ta tiến vào, đứng sát cạnh Thanh. Khi ông vừa chạm vào mặt Thanh, cô giật mình tỉnh dậy, nhìn người đàn ông trước mặt và hét lên. Ông, ông là ai? Tại sao ông lại ám tôi? Tại sao ông cứ đi theo tôi? Người đàn ông khẳng khắc cười, giọng khàn đặc. <laughs> tao là ai ư Tao là người yêu của mày Tao thích mày Tao sẽ bắt mày về làm vợ tao <laughs> Mày sẽ phải chết Và xuống dưới làm vợ tao Ông ta lao về phía thanh Tay bóp chặt cổ cô Cánh tay cứng như sắt khóa chặt Khiến thanh nghẹt thở Người đàn ông cười ghê giận trong khi thanh yếu ớt cố gắng đẩy ông ta ra miệng theo thào cút đi cút đi tránh xa tôi ra thả tôi ra mặc cho cô cố sức dãy rủa ông ta vẫn đè nặng lên người thanh tựa như một bức tường không thể lay chuyển trong cơn hoảng loạn thanh chợt nghe thấy giọng rực hùng vang lên thanh ơi tỉnh dậy đi con sao thế thanh ơi thanh giật mình tỉnh dậy Nhìn Dượng Hùng rồi òa khóc. Dượng Hùng thấy gương mặt Thanh đầy vẻ sợ hãi, biết rằng cô vừa trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng. Ông ngồi xuống ghế, im lặng, chờ Thanh bình tĩnh lại. Sau khi trấn tĩnh, Thanh nằm xuống giường. Dượng Hùng ngồi nhìn Thanh nằm trên giường, trong lòng muốn hỏi cô tại sao lại sợ hãi như vậy. Nhưng nghĩ đến khoảng cách giữa hai Dượng cháu, nhất là Dượng lại là rể, nên ông không dám hỏi thêm. Ông quyết định sáng mai sẽ kể lại chuyện này cho vợ, để hai dì cháu có thể tâm sự với nhau. Thanh vừa chợp mắt, người đàn ông kia lại xuất hiện trong giấc mơ của cô. Sức lực của Thanh giờ đã cạn kiệt. Cô chỉ biết nằm đó, nhìn ông ta ngày càng tiến gần. Ông ta không còn bóp cổ Thanh nữa, mà ngồi xuống bên cạnh cô, đưa bàn tay gầy guộc trơ xương, vuốt nhẹ lên mặt cô. Thanh chỉ biết khóc, nước mắt lan dài. Cô cảm thấy bất lực và dường như đã đầu hàng số phận. Cùng lúc đó, tại căn nhà nhỏ ở quê, mẹ Thanh, bà Đào đang ngủ, thì bên ngoài vang lên tiếng bước chân, rồi bóng dáng hai người phụ nữ dần xuất hiện ngoài cửa. Gió từ ngoài thổi vào làm cánh cửa bật tung. Một bà cụ đứng trước cửa nhìn vào giường bà Đào và gọi lớn. Đào ơi! Tưởng ơi! Dậy đi, dậy đi, nhanh lên. Tiếng gọi của bà cụ khiến bà Đào giật mình tỉnh dậy. Bà nhận ra đó là mẹ chồng, mẹ ông Tưởng, cùng với bà Hương, chị gái ông Tưởng, người đã mất vài năm trước. Bà Hương chính là bà cô trong dòng họ. Bà Đào nhìn họ ngạc nhiên hỏi. Mẹ, chị, sao hai người lại về tìm con thế này? Bà cụ chống gậy, chỉ thẳng vào bà Đào quát sợ chị còn có tinh thần nằm ngủ được à con gái chị sắp bị bắt đi rồi chị có biết không màu cứu nó nếu không không kịp nữa đâu thân giả này không che chở cho nó được nữa rồi nhà chị phải tự mà cứu con bé nói xong bà cụ quay người bỏ đi bà đào vẫn chưa hiểu chuyện gì vội gọi theo mẹ ơi chị ơi hai người nói gì thế đợi con mẹ đừng có đi mà mẹ nói rõ cho con nghe đi nhưng dù có gọi bóng hai người vẫn đi xa dần bà đào giật mình tỉnh dậy nhận ra trời đã gần sáng cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí bà dạo gần đây bà thường xuyên gặp mẹ chồng trong giấc mơ nhưng hôm nay lời nói của bà cụ làm bà lo lắng hơn bao giờ hết nghĩ đến thành bà đào không khỏi thắc mắc liệu có chuyện gì xảy ra với con gái mình bà vội vàng rời giường, chuẩn bị hành lý để lên Hà Nội sớm. Thấy vợ dậy sớm chuẩn bị đồ, ông tưởng ngạc nhiên hỏi. đây bà, sao trời chưa sáng, bà đã dọn đồ rồi. Bà là 8 giờ mới đi cơ mà. Giờ còn chưa tới 5 giờ, bà dậy sớm làm gì? Bà Đào thở dài đáp. Tôi quyết rồi, tôi sẽ đi chuyến 5 giờ. Tôi thấy bất an quá, phải lên đó xem con bé Thanh ra sao. Sư ở nhà tôi không yên tâm. Ông cứ ngủ tiếp đi, sáng mai còn đi làm. Ông tưởng nhìn vợ cuống cuồng thì chỉ biết thở dài lầu bầu. Bà đúng là lúc nào cũng lo lắng quá mức. Sớm hay muộn một hai tiếng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Dì Vân hôm qua trả bảo con bé bình thường rồi sao? Còn hai vợ chồng dì rực ở đó Có phải con gái bà một mình đâu mà bà lo như thế. Thôi, bà thích đi sớm thì cứ đi nhưng lên đến nơi nhớ gọi điện báo lại tình hình cho tôi nếu có chuyện gì tôi sẽ bắt xe lên ngay bà đào sách túi rồi ra ngoài đáp tôi biết rồi có gì tôi sẽ gọi điện về bà tiến thẳng ra ngã ba đường đứng đợi xe khách đi Hà Nội từ xa ánh đèn chiếu đến kèm theo giọng lơ xe vang lên bà lên xe chập mắt ngủ để lấy lại sức trên đường đi cùng lúc đó trong bệnh viện dì vân đã có mặt tại phòng của thanh dì đi đến bên cạnh dựng hùng hỏi anh đêm qua có xảy ra chuyện gì không có biết thanh ra sao rồi anh cho nó ăn sáng chưa dì vừa nói vừa đến gần thanh nhưng thanh ngồi trên giường với ánh mắt thẫn thở nhìn vô định khi dì vân chạm vào người cô thanh bất ngờ hất văng tay dì ra sợ hãi hét lên tránh ra tránh ra tôi ra còn phải gặp anh ấy nữa. <laughs> Dí Vân ngạc nhiên, quay sang hỏi Dượng Hùng. chuyện gì thế này? sao con bé lại như vậy? Dựng Hùng thở dài, ra hiệu cho vợ ra ngoài nói chuyện. sau khi kể lại toàn bộ sự việc, Dì Vân lo lắng hỏi. vậy theo anh, là con bé đã gặp chuyện gì đó sốc, nhưng mới thành ra thế này ư? anh đã gọi bác sĩ chưa? Dượng Hùng gật đầu. anh gọi rồi nhưng bác sĩ bảo mọi thứ vẫn bình thường. Họ nói có khi phải đợi thanh tỉnh táo hơn rồi chuyển sang khoa thần kinh. Dì Vân lo lắng thở dài. Sao lại đến mức này? Nếu chị đảo lên, em biết ăn nói sao đây? Chị ấy giao con bé cho mình, mà mấy mấy tháng nó xảy ra chuyện như vậy. Dì Vân ngồi gục xuống ghế, sụt sủi khóc. Bất ngờ tiếng hét từ trong phòng Thanh vang lên, khiến cả hai giật mình chạy vào. Thanh giờ đã như điên dại, co rúm vào góc giường ánh mắt hoảng sợ cút đi tránh xa tôi ra tôi không đi theo ông đâu chết phải chết sao chết là hết chuyện cảnh tượng đó làm dì vân đau xé lỏng bên ngoài bà đào vừa đến nghe tiếng khóc của em gái bà vội vàng chạy vào phòng vân có chuyện gì mà em khóc lóc thế này dì vân ỏa khóc ôm chặt lấy bà đào mếu máu. Chị, em xin lỗi, em không chăm sóc tốt cho cháu, em xin lỗi. Bà Đào không nói gì, quay sang nhìn Thanh đang sợ hãi trên giường. Bà bước đến gần định chạm vào con, nhưng Thanh bất ngờ hất tay bà ra, nghe răng đe dọa. Nhìn dáng vẻ điên loạn của con gái, cộng với giấc mơ báo mộng của mẹ chồng mấy đêm trước, Linh cảm mách bảo bà có điều chẳng lành, bà quay sang dì Vân vội nói. Vật! Vâng mau lấy xe đưa cháu đi ngay dì vân bối rối chị, chị nói sao đưa đi đâu bác sĩ bảo là phải ở lại đợi vài ngày nữa cơ mà bà đào thở dài khẳng định nó không bệnh theo cách thông thường đâu em nhanh xuống lấy xe đi đưa nó về quê đến nhà thầy lương ngay trên đường đi chị sẽ kể mọi chuyện nhắc đến thầy lương thầy pháp trong làng dì vân hiểu ra liền quay sang chồng anh mau xuống lấy xe đi mình về quê ngay mười phút sau chiếc xe ô tô rời khỏi bệnh viện bà đào ôm chặt thanh trong xe dù cô vùng vẫy nhưng sức cô không thể so với người phụ nữ đã quen lao động vất vả như bà đào trên đường bà kể cho em gái nghe về những giấc mơ liên tiếp của mẹ chồng và sự hối tiếc vì không nhận ra điều đó sớm hơn dì vân nghe chị kể sâu chuỗi lại những gì thanh từng nói mới nhận ra có nhiều điều bất thường mà cô đã bỏ qua hơn hai tiếng sau họ về đến làng ông tưởng đứng chờ sẵn ở đầu ngõ thấy mọi người về ông vội đến hỏi sao rồi sao bà bảo tôi đón thầy lương mau về nhanh thế đang chở nhà đấy bà đào thở dài nhờ chồng ông giúp tôi ôm chặt con bé lại nó vùng vẫy suốt đoạn đường tôi mệt lả rồi ông tưởng nhìn con gái biết ngay là có chuyện không lành, ông ôm chặt thanh, cùng dựng hồng đưa cô vào nhà. thầy lương ngồi ngoài hiên thấy thanh lập tức nói: chết thật, sao để cho quỷ hành tới mức này, mau đưa vào trong. bên trong nhà thầy lương lấy ra sợi chỉ đỏ, trói chặt thanh lại và đặt cô trước bàn thờ ra tiên. Sau khi chuẩn bị đủ lễ vật gồm gà luộc, xôi trắng và tiền vàng, ông thầy bắt đầu nghi thức, vừa rung chuông vừa đọc chú. Thanh ngồi đó, nghe răng gầm gừ, dãi rớt chảy xuống miệng. Thầy lương dừng lại, nhìn thẳng vào Thanh hỏi: "Nhà ngươi tại sao lại muốn bắt người con gái này, giờ còn muốn đòi thả sao?" Thanh hay đúng hơn, con quỷ trong cô cười lớn, giọng như của một người đàn ông tao thích cô ta Tao muốn bắt cô ta xuống làm vợ Ai cản được tao <laughs> Tao muốn giết cô ta Thầy Lương thở dài Nếu người cố chấp Đừng trách tăng mạnh tay Ông nắm lấy nắm gạo và muối Ném về phía thanh Cô quằn quại đau đớn Nhưng vẫn thách thức Đánh đi Phép của mày không làm tao sợ Đánh nữa đi <laughs> thầy lương nghiêm nghị được ta sẽ đánh cho tan hồn nát phách ông nhúng cành dâu và bắt máu chó mực rồi quật mạnh lên người thanh con quỷ hét lên đau đớn dãi rớt chảy đầy xuống ban đầu nó còn chống cự nhưng càng về sau càng yếu đi nằm bệt xuống đất thầy lương lấy ra bột đỏ bôi lên những vết đánh khiến con quỷ rít lên đau đau quá dừng lại ta xin thua, ta chịu thua. thầy lương tạm dừng hỏi. thế giờ, người có chịu tha cho cô gái này không? con quỷ gật đầu liên tục. tha, tha, tôi không động đến cô ta nữa. ông tiếp tục. giờ nói cho ta biết, người gặp cô gái này ở đâu? con quỷ run run kể. tôi, tôi là hồn ma, chết oan bị xe buýt cán chết mấy năm trước không siêu thoát được tôi ở lại trên xe buýt một hôm tôi gặp cô gái này liền thích cô ấy tôi định hại cô ấy bằng cách cho xe đâm chết nhưng cô bà cụ và người đàn bà kia cản trở họ bảo cô ấy xuống trước một điểm nên tôi không kịp sau đó tôi dùng nhiều cách hại cô ấy nhưng đều bị ngăn lại cuối cùng tôi quyết định cướp thân xác cô ta nhưng bị đưa về đây con quỷ kể đến đây thì cúi gằm mặt xuống bà đào cùng dì vân nghe con quỷ kể thì chỉ biết thương xót cho thanh không ngờ người con gái yếu ớt của hai người lại phải chịu những tháng ngày đáng sợ như vậy ông thầy lương nhìn con quỷ mà không giấu nổi tức giận ông quát nhà ngươi tội nhà ngươi rất nặng tuy rằng nhà ngươi chết oan nhưng lại dùng nỗi oan ức đó để đi hại người nếu như hôm nay không có ta ở đây thì cô gái này đã bị người hại chết rồi. Rồi sẽ lại có một người vì oán hận mà đi hại người. Bây giờ ta sẽ bắt người sau đó ngươi sẽ phải đi theo ta sám hối, đợi ngày quay trở lại âm ti chịu phạt. Ngươi có đồng ý hay không? Nếu ngươi không đồng ý, ta sẽ giết ngươi ngay tại đây để giết trừ hậu họa cho nhân gian. Con quỷ nghe ông thầy lương nói đến đây thì liền vội vàng nói Dạ, dạ thưa, tôi đồng ý. Xin ông tha mạng cho tôi. Ông Thầy Lương gật đầu, lấy ra một bình sứ nhỏ. Sau đó đặt bình sứ vào miệng của Thanh giờ hô lớn. Rốt! Ngay lập tức Thanh ngã vật ra đất ngất liệm đi. Ông Thầy Lương quay về phía mọi người nói. Được rồi, mọi người đỡ cháu nó vào nhà đi. Từ giờ đến tối, cháu nó sẽ tỉnh lại thôi. Mọi việc đã xử lý xong xuôi rồi, không có gì đáng ngại cả con bé nó yếu bóng vía để dễ bị ma quỷ nó bắt. Bây giờ tôi có một lá bùa, sau này cho con bé nó mang theo người để cho đám ma quỷ kia, nó không dám lại gần. Ông Thầy Lương đưa lá bùa cho bà Đào rồi đứng dậy. Thanh được mọi người đưa vào trong nhà. Thời gian sau đó Thanh dần khỏe mạnh trở lại. Cô còn trở về Hà Nội cùng vợ chồng dì Vân tiếp tục học tập. Thanh được dựng hùng mua cho một chiếc xe máy để cô tiện di chuyển. Có lẽ câu chuyện về hồn ma trên xe buýt đã khiến mọi người không còn dám chủ quan nữa. Cuộc sống của Thanh dần trở lại yên bình như thường ngày. Thời gian cứ thế trôi đi, Thanh cũng dần quên đi những quá khứ đáng sợ mà mình đã gặp phải. Quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tổng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khâu giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào nghe audio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, chuyện trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng chương trình ngày hôm nay đến đây cũng đã hết. Xin chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai. Thân mến chào tạm biệt.